một nếp sống an lành. Đây là bài học kinh nói lên một đề tài quán tưởng. Đức Phật dạy cho các đệ tử đầu tay của ngài một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, xá vệ tại Jetavana Kỳ Đà lâm giảng đường ông Anathapindika cấp cô độc. Thế Tôn gọi các tỷ-kheo và nói ngài sẽ thuyết giảng tổng thuyết và biệt thuyết của bài kể tên là kinh một nếp sống an lành. Chữ Pali là Beddakarasta. Bét đách có thể dịch là hiền, là an lành. Đây là một bài kệ đem lại sự an lành cho người quán. Trước hết là tổng thuyết bài kệ. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Không động, không dung chuyển. Biết vậy nên tu tập. Hôm nay, nhiệt tâm làm. Ai biết chết ngày mai Không ai điều đình được Với đại quân thần chết Chú như vậy nhiệt tâm Đêm ngày không mệt mỏi Xứng gọi nhất dạ hiền bậc an tịnh trầm lặng Tiếp đến là phần biệt thuyết Thế nào là vị tỷ kheo truy tìm quá khứ Vị tỷ kheo truy tìm quá khứ Vị tỷ kheo nghĩ như vậy là xác của tôi trong quá khứ và truy tìm sự hân hoan trong ấy như vậy là thọ của tôi trong quá khứ và truy tầm sự hân hoan trong ấy như vậy là tưởng của tôi trong quá khứ và truy tìm sự hân hoan trong ấy như vậy là hành của tôi trong quá khứ và truy tìm sự hân hoan trong ấy như vậy là thức của tôi trong quá khứ và truy tìm hân hoan trong ấy như vậy này các tỷ kheo là sự truy tìm quá khứ và này các tỷ kheo thế nào là không truy tìm quá khứ vị ấy nghĩ như vậy là sắc của tôi trong quá khứ và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là thọ của tôi trong quá khứ và không truy tìm sự hân hoan ấy. Như vậy là tưởng của tôi trong quá khứ và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là hành của tôi trong quá khứ và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là thức của tôi trong quá khứ và không truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy này các tỷ kheo là không truy tìm quá khứ và này các tỷ kheo thế nào là ước vọng tương lai vị ấy nghĩ mong rằng như vậy sẽ là sắc của tôi trong tương lai và truy tìm sự hân hoan trong ấy mong rằng như vậy sẽ là thỏ của tôi trong tương lai và truy tìm hân hoan trong ấy mong rằng như vậy sẽ là tưởng của tôi trong tương lai và truy tìm sự hân hoan trong ấy mong rằng như vậy sẽ là hành của tôi trong tương lai và truy tìm sự hân hoan trong ấy mong rằng như vậy sẽ là thức của tôi trong tương lai và truy tìm sự hân hoan trong ấy như vậy này các tỷ kheo là ước vọng tương lai và này các tỷ kheo thế nào là không ước vọng trong tương lai vị ấy nghĩ mong rằng như vậy sẽ là sắc của tôi trong tương lai và không truy tìm hân hoan trong ấy mong rằng như vậy sẽ là thỏ của tôi trong tương lai và không truy tìm hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy sẽ là tưởng của tôi trong tương lai và không truy tìm hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy sẽ là hành của tôi trong tương lai và không truy tìm hân hoan trong ấy. Mong rằng như vậy sẽ là thức của tôi trong tương lai và không truy tìm hân hoan trong ấy. Như vậy này các tỷ kheo là không ước vọng trong tương lai. Và này các tỷ kheo, thế nào là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại ở đây nay các tỷ kheo có kẻ vô văn phàm phu không đi đến các bậc thánh không thuần thụ pháp các bậc thánh không tu tập pháp các bậc thánh không đi đến các bậc chân nhân không thuần thụ pháp các bậc chân nhân không tu tập pháp các bậc chân nhân vị nầy quán sắc là tự ngã hay quán tự ngã là có sắc hay quán sắc trong tự ngã hay quán tự ngã là trong sắc quán thọ là tự ngã hay quán tự ngã là có thọ hay quán thọ là trong tự ngã hay quán tự ngã là trong thọ quán tưởng là tự ngã hay quán tự ngã là có tưởng hay quán tưởng là trong tự ngã hay quán tự ngã là trong tưởng quán hành là tự ngã hay quán tự ngã là có hành hay quán hành là trong tự ngã hay quán tự ngã là trong hành quán thức là tự ngã hay quán tự ngã là có thức hay là quán thức trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong thức. Như vậy, này các tỷ kheo là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Và này các tỷ kheo, thế nào là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? Ở đây, này các tỷ kheo, có vị đa văn thánh đệ tử đi đến các bậc thánh, thuần thuộc pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, đi đến cấp bậc chân nhân thuần thục pháp các bậc chân nhân. Vị này không quán sắc là tự ngã, không quán tự ngã là có sắc, không quán sắc trong tự ngã, không quán tự ngã trong sắc, không quán thọ, không quán tưởng, không quán hành, không quán thức là tự ngã, không quán tự ngã là có thức, không quán thức trong tự ngã, không quán tự ngã trong thức. Như vậy, này các tỷ kheo, là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại quá khứ không truy tìm tương lai không ước vọng quá khứ đã đoạn tận tương lai lại chưa đến chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây không động không dung chuyển biết vậy nên tu tập hôm nay nhiệt tâm làm ai biết chết ngày mai không ai điều đình được với đại quân thần chết chú như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi xứng gọi nhất dạ hiền bậc an tịnh trầm lặng. Khi ta nói, này các tỷ kheo, ta sẽ giảm cho các thầy tổng thuyết và biệt thuyết, chính duyên ở đây mà nói như vậy. Hòa Thượng Thích Minh Châu Trung Bộ 2, Trang 131 Xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe, luôn ủng hộ, sẻ chia, để lại bình luận và đăng ký kênh để luôn nhận được những video mới nhất kính chúc cả nhà luôn dồi dào sức khỏe hạnh phúc và bình an xin hết